Lúc mà gần cưới á, anh em rủ anh đi khách sạn á. Đấy. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Thế là đi cho biết mùi đời thôi. Đang hôm mà hai vợ chồng vô ngủ, các em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Các ba người ngủ chung, xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với, rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai bạn. Rồi bây giờ giới thiệu về mình cho chương trình được biết. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi, sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ, chào cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị. Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi, cắt thôi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ hả? Chuyên viên thẩm mỹ. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè, chúc chồng em á. Dạ, là... dạ em thích là mặt tròn. Vậy hả, như dạ. Vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau? Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á trên fanpage á. Thì lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ anh. Rồi em mới nhắn tin ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á, thì em tưởng em vô rồi. Nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa? Thì vợ mới im, xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, chị em làm việc em bận, em bắt cứ lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau, tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Và em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật. Cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô, rồi em tấn công quyết liệt. Rồi em kết sổ luôn. Cái luôn. Vậy nếu mà để lâu quá là phải đi Nhật liền. Dớt luôn. Đi Nhật để làm gì? Nhưng... dạ em đi du học đó chị. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? Thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á, tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đấy, vợ em là bây như bây giờ nè. Tóc dài rồi xinh đẹp rồi tóc nối. Lúc đó là khổ tóc ngắn hả? Tóc ngắn lắm anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ sát. Em đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin vậy nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết luôn, em còn nói tóc á. Rồi nói anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu. Anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá hơi rủ hay đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới gọi đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, anh dắt em về nhà, anh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng chơi không Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới mua nhẫn cưới. Xong rồi anh dắt em về nhà anh luôn, là lần đầu tiên về nhà anh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Lúc mà đám cưới em còn bần thần, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nó nghe nè, có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có dụ em đi mình có dụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á,
em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình chưa qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha. Em ngủ tay mình được rồi, mai em trả tiền phòng cho. Em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Nên là đi cho biết mùi đời thôi. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn, em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa. Đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện. Nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi em. Xong rồi 7 cái luôn. 7 cái luôn trời ơi. Trước khi sao? Có đính chính lại không? Ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh chị. Đã là đó giờ em chưa biết đó. Em thích. Chưa biết nên em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu. Xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em. Em phải gọi hỏi ba mẹ ơi, giờ con sắp đi Nhật rồi. Bây giờ có anh này hỏi cưới con á. Ba mẹ con nghe là ba mẹ kêu con á, lấy chồng là con lấy chồng. Ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật. Mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi con. Mới vừa nói xong, suy nghĩ kỹ rồi con. Thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ, vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắc lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. em mới nói, kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi. Không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con, bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Cảm ơn cái, em mới gửi hình, lúc chưa có gặp, mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh, là ảnh còn một người em trai nữa, cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô 2 tấm hình, nói là chỉ vô ngay chồng em luôn, nói là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn. Rồi, là đúng luôn. Dạ đúng luôn. Xong dắt về cho em mừng quá trời, cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba người ngán nữa, lại người ngán. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á. Trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic. Cái dán cái hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ, hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà, hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Các ba người ngủ chung. Xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với. Rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Nhưng mà không làm thôi, gì nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Sao giờ con em đi không nổi luôn. Thật tình dễ, thật là dễ sao. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi nổi không? Anh này đi nổi không? Em cũng đi không nổi luôn. Ủa nói nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy đến lúc cưới nhau như vậy thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, em nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi. Xong rồi mẹ em ở dưới quê nói vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Em dạ, ở đây mà đúng không? Nguyên quán đó đúng không? Dạ nguyên quán. Nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có chiều gia đình bên mình chồng không? Á. Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau đã bao lâu rồi? Dạ đến nay dạ, là 6 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thì đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em nói là 3 tháng là em hốt luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá.
mà em lại không nhớ. Em nói anh ơi, em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó, mình quen nhau bao lâu rồi anh, nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó ừ vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Đúng rồi, cuối rồi mới biết. Dạ đúng rồi, hay quên. Rồi còn gì nữa? Nó nhanh quá. Hồ Đạt á, thì để lung tung. Bị cận anh, đeo len. Thì em hay là đổ nước ngâm á. Nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á, thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet, không nhớ. Xong cái qua ga, ga cái kèm ghèm em suốt chuyến đi luôn. Có nghĩa là hay quên ngay cả quên cái mà cầm làm nữa. Dạ. Em không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em không làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi, em xin lỗi nha, em có nhớ gì đâu. Rồi á là đẻ ăn đứa là coi như là quên luôn. Quên luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi mốt đẻ cho em đẻ thường nha, em mà đẻ mỗi mất cái nhớ. Rồi còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích chồng không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy? Sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Tán mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ, phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được. Ừ. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc em, chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập, cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Ghế cũng quen. Dạ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi hả chồng? Dạo này tuần chắc 2 lần, 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Ông hỏi chú biết bị gì nữa. Cái lúc mà gần giống vậy nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa màu đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chứ không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi, nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh. Điềm đạm, em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tại xấu hình như vô em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi, chưa biết nấu cơm. Không biết nấu cơm bằng mọi cơm điện luôn cô hợp dân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì thiếu kiến thức về nền tảng của sống. Còn em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kì cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học nhưng em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi hai con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng cái xương là cho chó ăn. Em gặm xương rất là hay, em gặm là cũng xương bóng lưỡng giật. Con chó không ăn. Chồng em gặm cục xương của Yên Nguyên à. Ăn xương không được chị Hồng Dân. Chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi giờ em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á. Xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn yên nguyên. Em thấy vậy cho con chó, em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Ừ. Vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? Trời. Có cần thay đổi. Còn gì kể nữa không? Đâu có tật xấu đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhung biết không? Tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Đừng cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cư xử sai ở đâu hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền. Cho nên là cũng không có cãi nhau.
Mặc dù quen 20 ngày thôi. Mặc dù quen 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm gì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nghe nè, mình nóng mình, anh nói em nghe nè, từ từ để anh nói cho em nghe mọi chuyện, còn em thì được cự lẹ 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 lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá thôi nghỉ cự luôn. Nghỉ luôn, nghỉ cự luôn. Dạ, lâu quá, nghỉ cự. Mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng thôi em không nói tới anh nữa, cái chồng thôi anh cũng nghỉ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có ba điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi. Vậy là bây giờ được mấy cái? Được ba cái rồi. Được ba cái luôn. Được hai cái, còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em, cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sóng truyền hình luôn. Đúng chưa? Rồi. Đó. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa. Đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như à, làm vợ anh nha. Nắm để em... Làm vợ anh nha. Để em suy nghĩ. Hả? Đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu. Chờ mấy tháng không được cầu hôn cho quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả lại em chơi lớn gì sao. Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là ba cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Cảm ơn. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Dạ em chưa. Chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ như là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhớ hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái gì trên tay? Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả, Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc. Đây là cái mô biểu tượng, mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Anh hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi em xin rồi, chị cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn lại. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình.
À, em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Hồng Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43? Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Là em chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Như vậy là 10 ngày tiếp cận nhau. Tức là mà cái 10 ngày đó nó lại có những, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ. Chào, và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này cũng nhịn là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Có không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng rồi. Đúng không? Mà thì bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm một cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai, nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi,
Tại vì khi về đất liền á, thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp tấp, thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó. Nhưng em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế em bảo thế có kế hoạch kết hôn không? Bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Em bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Ờ, em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền đó, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm nó. Bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ừ. Ồ vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Em lại xong cái chuyến em lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em không biết nhà ông to, ôi, to vật vã, to lắm thì luôn. Nhà ở đâu? Em mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ tới đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa vào mấy tuổi? Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nếu em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn á, là 32 tháng, đang học mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Hai đứa gái. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ôi ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhớ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm mấy người, rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình
hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ cũng lại đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không một lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. À, nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Rồi lại khen. Em sinh 2 đứa mà em còn không biết cái có cái mới sinh á là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. À, chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không ngăn nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng đấy là. Đấy chị thấy ông, không? Ông phải ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng suốt ngày ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế? Sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo anh bảo mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo rồi. Tôi chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho một bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy. Của gia đình ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt. Và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy. Không có gì cả. Cô nghe không cô like. Cô nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Dạ, hơi ỉ lại một tí là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này. Chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, bấm lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Dạ, em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn đâu nhờ, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Con mất ức, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này. Trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi, mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Để còn 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là
Mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó thì tự làm ăn với nhau lên. Trời, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn lớn luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em còn được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc. Cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng, chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Không, bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, người mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó. Thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây dưới thì không có thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ông nhảy vô. Ông nhắn tin riêng, ông nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ông nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu là bị cục hứng đó phải không Hùa? Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi, con nóng liền. Cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà, chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi. Tăng 4 gì luôn sao rồi. Về khách sạn đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tự nhiên ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nói hồi danh lên nè. Anh có con vỗ cái dẹp. Con nói lên nằm gần với em nè. Con nói lên nằm gần với em nè. Thời tới luôn rồi.
Ôi. Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô luôn. Làm thì giúp mình một tuần tầm... bà là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con 2-3 ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5-6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn Thái là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó, có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng, cho hãng máy bay thì đó điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công như công việc bỏ hết luôn cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái tương bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau lên. Ừ đó. Thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Khi hai đứa yêu nhau vậy là gia đình có biết không? Ừ. Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi thì sao á, cái nói anh vô ở trong đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng đó. Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. 5 ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ. Xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ồ mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà bỗng dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy sao khóc lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ông cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, thấy thước hay người ta đi chơi rồi, hoặc là đi diễn này, nói trời anh vô đây là anh phải, anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa, ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy như khóc đúng không? Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu, mọi thứ bắt đầu lại cứ suy nghĩ đi lại. Suy nghĩ đi cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về ở đây với em, xác định tư tưởng luôn, tư tưởng đúng luôn chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9 thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm đủ thứ, mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha 4:20 hay gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nó con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó con cũng nghe, nó là con biết ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên, chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm.
thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ, thì tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng, và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê gây tê tị sống, thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hua anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sinh thường thì cho vô, sinh mổ là không thể nào. Đúng nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo rồi bác sĩ bỏ cái màn cây kem kéo xuống đi rồi kêu vô đi. Đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn luôn, cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Ờ, cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Đó rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng vì tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vô phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ mình không gặp được vợ, nhớ vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa. Lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao cầm kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó đó. Rồi mọi thứ. Không sợ thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp được vợ, cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc. Vô khóc lắm hoài. Nói lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình Vợ Ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nha. Kể hết luôn. Rồi. Đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn, ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc quạo wow, liền cọc. Con dãy liền. Đó lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo hay, đúng rồi. Hỏi nè đó quen nhiều người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không. Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiều lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo con quay vô vách ngủ liền. Con nói á, đó, mới bị lớn mà vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo là cái đó là tật xấu. Mới nói mà. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì thế nào. Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức, thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, mền của con để quả nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Và ông cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường. Nó hôm em làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút nữa đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè. Rồi tóc gất cái giờ dưới đất cũng lụm lên.
Thậm chí phân thằng lằn cũng bóc nữa nha cô. Kỹ mà con nói, trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha, mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn á. Không mà dặn con không có cho con nói đâu nha, nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó, chỗ đó vậy đó mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười lắm, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua, các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, Hua có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết là dối tận hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh, ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh, không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? À, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh rồi. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Khoe cái chiếc đi, khoe cái chiếc đi rồi à. Trời Thái muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình, là con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. À, cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Với trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Vô nhóm mà ghét ông lắm không ưa, tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cho chơi lúc cất cái câu hay nói á, phánh tướng kiểu vậy đó, là tự nguyện hai đứa tự dụ nhau đó, đó vậy được ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn chứ không lẽ ở đâu mà buổi sáng không không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày, như mày thích cái mùi toilet lắm không, thích ngửi mùi lắm không, mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê cô gì cô? Chào bạn. Đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Dạ, giờ vô thấy an tâm thì giờ kêu vợ. Rồi ok, vô nha. Nó rần rần vậy. Ui. Vô nhỏ ơi. Trời ơi. Ai vậy? Cô chào cô. Chào cô mình ơi. Ê không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi che mặt lên nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Bữa nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy là say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, đó. Quang nhìn vợ, Quang thấy đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Thèm cái gì đó chứ. À, chưa bao giờ làm vậy hết cô, thiệt. Thôi nắm tay cái coi. Sao nữa đó. Nắm tay thì có nắm cô. Nắm tay thì được, chứ dạ. Mà kêu nhìn thèm khát thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Đây là nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào
cô Dân. Chị Dân. Đó. Dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Trời ơi, phải nói không được luôn. Mày Hoàng mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Lý nó sinh năm 1979. Bằng tuổi với anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. À, cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm, nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Đúng có rồi. Đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, đúng thật rồi, sự đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Anh. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch Thông Điệp Xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc. Rồi xong cái bà được vé vô coi. Rồi sau này gặp bà mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Nghe thôi kể đầu. Đi. Thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cho trôi lúc cất cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong khánh sau này diễn một thời gian khánh. Cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi, đã ghét rồi. Bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. Rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Trâm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ. Đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Rồi suốt. Chúc mừng. Rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Hãy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó thì sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị. Phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả vô tay quá trời. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ, nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc Đại Ngọc Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà, quan trọng là cái hiệu ứng khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe, em. Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, mà thiệt hả? Thiệt.
Đến bao lâu thì Quang mới tỏ tình với Đại 100? Tới khi mà là ông ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với em rồi đúng không? Dạ không cũng phải. Có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mấy một mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô rồi hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở qua đây về rồi này lên lầu cái con ra con nói mặt cặp kẹ kẹ với mẹ cô Thảo con là con nói cô cứ yên tâm chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cổ đi đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo bả yên tâm liền đó cho nên là thừa cơ hội được hung thôi. Hay Hoàng với Dâm tôi hỏi thiệt này nghe, hai bạn á hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á anh Hữu Lộc á đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này nó rà nhiều đi đó, xa, nó đi xa đó. Quá sớm cái gì? Nó là hỏi những cái chuyện riêng á. Tự phòng riêng hả? Trời dạ cô. Ai cũng nghĩ như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Nó bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Đúng rồi. Đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nào. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ ngạch cái gì ông nội. Hai đứa đó thích tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì là tệ cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Mà hay quá. Không ai dụ hay nhưng mà không? Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Đúng không? Dạ, cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Rồi đi nguyên một dính dọc, lại. Dính lại. Ê Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn chứ không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về, nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi, cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn, không mà kêu một cái lẩu, bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cái cầu của cô. Vừa tới nói xong cái xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống, lòng hứng hở về tới nơi mặt chủ ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu thôi tôi với anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá. Nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, sao không hiểu đó? Tại vì ổng không hiểu ý em, mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô, cái đó là con thật sự
em muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là nhau luôn trước đó. Có nhiều chuyện rồi à. Nhưng mà... chàng ly á con rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình không nghe lời mình ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi. Có trai, có gái đầy đủ. Bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm? Cưới 10 năm, quen 6 năm. Năm. Trâm, à. Bây giờ cái tật xấu của bạn này á, nhiều không Trâm? Nhiều lắm, Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn. Dạ đúng đồ. Rồi, đẹp ở... lãng mạn lắm. Về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy. Banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ. Banh vào lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn. Mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Mày thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc gì? Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì ông ngồi tiếng giọng vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này Facebook độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Tâm cực rồi, có thêm cái tật nữa nè. Hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái gì mà không phải. Thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó. Nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè. Cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có rồi đúng không? Rồi, có. Hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Đó. Thì có. Tại vì tôi có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài mà, đường. Nó rớt ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi. Nó là đó, cái nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet gì mình đi ngang qua cái cửa lụm lên. Tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở dưới đó. Nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi. Có những cái mà đơn giản cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó cô hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô còn nói chuyện ngày ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tí vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm, cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu. Không có được. Dọn qua đi. Ok, rồi xong. Dọn năm cục qua. Xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ. Thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi, ừ. Ôi, sẵn vậy con kể luôn đi. Còn có tật xấu gì không? Còn cái tật gì nữa, ngoài cái tật đó. Lì cô. Lì. Rất lì. Có nghĩa là, ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng, mình yêu nhau tới nước này rồi. Hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái... cho anh xin lỗi nha, im tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết ôm gồng không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô, đúng rồi. Rồi thì kỳ quá, không nói chuyện. Qua ngày hôm sau nói chuyện, nhắn tin con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại đã chán nhau rồi thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại cái gì vậy? Thì bà mới nói là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em gì vậy, chuyện này. Cái mặt dài á, dài nào cỡ nào được. Giờ con thấy
càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tập bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ. Buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có cái tấm hình, có con đường, có một con đường xa, có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa, mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn, buồn rồi, bớt buồn rồi thì là bớt buồn rồi, mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn là đây, ông này là vô nhắn tin dị mày. Thôi bà Liên vợ bạn con, ủa gì vậy anh, sao để chuyện đó? Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Giống như là em xin lỗi với chết mẹ, mày làm gì vậy trời? Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trong cõi, trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó, sao là... tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ, cả nghĩ quá đó. Không, không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng đó đi. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện được. Đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á. Đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư, vô tâm đó. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Dạ. Thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con. Rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao? Trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn.